Chiều ngày 29 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố các bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng bị khởi tố gồm Mang, Tịnh Tâm, còn gọi là Bớt, trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, là đối tượng nghiện ma túy, hiện sống lang thang tại thành phố Đà Lạt. Dương Văn Thêm cũng là một con nghiện có hộ khẩu tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tạm trú tại đường Ngô Thị Sĩ, phường 4, thành phố Đà Lạt và võ xuân trường chủ tiệm sát xuân trường trú tại 106 phạm ngọc thạch phường 6, thành phố đà lạt làm chủ trước đó xác minh nghi vấn các đối tượng trộm cắp trên địa bàn chiều ngày 27 tháng 12 phòng cảnh sát hình sự đã triệu tập tâm và thêm đến cơ quan công an để làm việc qua đấu tranh các đối tượng khai nhận từ tháng 11 năm 2016 đến nay tâm cùng thêm đã thực hiện khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đà lạt lấy đi nhiều máy cắt sắt, cắt gỗ, máy mài, máy khoan bê tông, mô tờ điện. Nhiều tài sản trong số tài sản lấy được, nhóm này mang đến bán cho tiệm sắt Xuân Trường. Trong ngày 28 tháng 12, nhiều tăng vật do nhóm này trộm được đã được thu giữ. Hi vụ án đang được đấu tranh mở rộng. Thời lúc bà Phụng lom khom dựng chiếc xe máy, Nghĩa lấy cây cà phê đánh liên tiếp lên đầu người bà Phụng. Biết gặp phải kẻ cướp, bà Phụng gục xuống giả vờ chết. Nghĩa tháo sợi dây chuyền bằng bạc, đôi bông tai và chiếc nhẫn bằng vàng bỏ vào túi tên cướp còn định xăm sở khiến bà phụng vùng bỏ chạy